Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu, tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Giới thiệu với tất cả các cô chú anh chị và các bạn thì phiên bán hàng của buổi tối ngày hôm nay ạ, thì bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến mới rất là nhiều những cái mặt hàng lan đẹp về, những cái mặt hàng kg ạ. Hiện tại đang chuẩn bị đi vào cái mùa nụ mùa hoa rất là tuyệt vời, thời điểm ghép đẹp nhất trong năm để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng, giao báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có nhé. Thì đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái lô giáng hương tam bảo sắc của hàng ngày hôm nay vừa về ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em, hàng tươi roi rói quá là đẹp luôn đúng không ạ? Dòng hàng quốc dân sẽ nở hoa xuân ạ, với cái hương thơm thì có phải nói là cực kỳ là thơm, có lẽ ai chơi lan chắc chắn là không thể nào thiếu những cái cây tam bảo sắc này cho sân vườn của nhà mình luôn ạ. 1 kg tam bảo sắc, hàng hoa đẹp thơm như vậy với giá chỉ có 150.000 cho 1 kg thôi ạ. Rất là đáng thưởng thức, sưu tầm 150.000 cho 1 kg hàng của ngày hôm nay cô chú anh chị nhé. Sau Tết là bắt đầu cây sẽ bắt đầu là chuẩn bị nhú nụ luôn rồi ạ. Thời điểm quá là đẹp để cô chú anh chị ghép để thưởng thức hoa. Sang bên này đây sẽ là cái dòng giáng hương Hải Yến với những cái bông hoa sắc tím ngọt ngào quyến rũ luôn này. Với giá em bán là 140.000 cho 1 kg dòng Hải Yến nhé. Em sẽ bán từ 0,2-0,3 kg luôn cô chú anh chị ạ. Là với 20-30.000 cô chú anh chị sở hữu những cái giỏ Hải Yến xinh đẹp rồi. Sang bên này đây sẽ là những cái cây giáng hương đuôi sắc, hàng lá xếp rất là xinh luôn, những cái cây đơi sắc hàng hôm nay về ạ. Đó, dòng giáng hương đuôi sắc thì hoa sẽ rất là tím nhá, những cây rất là đẹp như vậy. Em bán đuôi sắc với giá là 120.000 cho 1 kg thôi. Và sang bên này đây là cái dòng lan hoàng nhạn tháng 4. Hôm nay em cập bến cái lô hoàng nhạn tháng 4 này. Cái dòng hoàng nhạn tháng 4 thì nếu mà nói về hương thơm thì có lẽ là không có loại nào lan nào thơm hơn hoàng nhạn rồi ạ. Hoàng nhạn tháng 4 chị em song sinh với cái dòng lan hoàng nhạn tháng 8, chỉ khác nhau về mùa hoa thôi. Thân lá hoa không khác gì nhau nhưng hoàng nhạn tháng 8 thì siêu đắt đỏ luôn. Còn hoàng nhạn tháng 4 ạ, chỉ với giá có 450.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé, dòng hoàng nhạn tháng 4 đấy ạ. Em sẽ bán từ 0,2 kg luôn. À 0,1 à. Em bán là 500.000 cho 1 kg chứ. Từ 500.000 cho 1 kg dòng lan hoàng nhạn tháng 4, em sẽ bán từ 0,1 kg. Tức là với 0,1 là cô chú anh chị có thể sở hữu khoảng tầm 4 cho đến 7 cây hoặc là 8 cây hoàng nhạn rồi. Đó, ký một cái lô như thế này chắc cũng chỉ hơn 0,1 một tí xíu thôi. Tức là 50.000 thôi, cô chú anh chị đã sở hữu cái giò hoàng nhạn thơm nức nở rồi cô chú anh chị nhá. Cái dòng hoàng nhạn tháng 4 đấy ạ, hàng vừa về rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Tiếp sang bên này đây sẽ là cái dòng lan nhất điểm hồng. Cái dòng nhất điểm hồng với những bông hoa trắng và cánh bông hoa trắng không tì vết và hoa rất là to luôn ạ. Dòng nhất điểm hồng em bán cũng với giá chỉ có 120.000 cho 1 kg nhất điểm hồng thôi nhé. Hàng thì hiện tại cũng đang chuẩn bị đi vào mùa hoa rồi. Và sang bên này đây cô chú anh chị nhìn cho em ạ, một cái lô hoàng lạp siêu xinh luôn. Cây hoàng lạp thì khá là giống với cả sơn thủy tiên. Hoàng lạp thời điểm bây giờ cây cũng đang bắt đầu đi vào cái giai đoạn là chuẩn bị sưng mắt nụ này cô chú anh chị này. Đó, chuẩn bị sinh nhễ mắt nụ như vậy này. Hàng xanh mướt luôn và cây rất là đều. Cái lô hoàng nhạn về đẹp của chú anh chị ạ. Em bán là 130.000 cho 1 kg. Đấy, cái dòng lan hoàng lạp nhé. Đây ạ. Thì tiện em bán hoàng lạp, giới thiệu hoàng lạp đây, thì em sẽ giới thiệu luôn đến cô chú anh chị đó là dòng sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên cô chú anh chị này. Đó, cô chú anh chị nhìn ạ. Giả hành thân lá khá là giống nhau đúng không ạ? Nhưng mà sơn thủy tiên ấy, cái giả hành nó căng hơn và lá dày dặn hơn đúng không ạ? Hoa của nó sẽ dày bông hơn, em bán 170.000 cho 1 kg sơn thủy tiên đấy ạ. Còn sang bên này đây sẽ là giáng hương trồn tím này, cô chú anh chị này. Cái dòng trồn tím này nó khác với cả dòng trồn trắng nhé, cô chú anh chị nhé. Thân lá thì em thấy là cái lá của dòng trồn tím ấy, lá nó sẽ to hơn. Tuy nhiên thì nó không xếp hai bên như là cái dòng trồn trắng. Nhưng mà hoa của cái dòng trồn tím này thì cái chùm hoa của nó rất là dày bông, cô chú anh chị ạ. Và sắc tím rất là đẹp luôn. Đấy, dòng trồn tím với giá 190.000 cho 1 kg. Tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan
Đây là dòng lan long tú đáo hoa tím nhé cô chú anh chị nhé, dòng long tú đáo hoa tím ạ, chứ không phải là dòng hoa trắng. Hoa trắng thì hoa nhỏ, nhưng mà riêng dòng hoa tím là hoa sẽ to nhé, mà cánh xa, hoa sáp bóng tím rất là đẹp luôn. Hiện tại thì cây đang bắt đầu là chuẩn bị nhú nụ này, cô chú anh chị nhìn này. Đó, những cái mắt nụ của nó đây ạ. Với giá em bán là 170.000 cho 1 kg long tú đáo hoa tím. Và sang bên này đây sẽ là dòng trầm vàng. Cái dòng trầm vàng thì nó có những cái điểm rất là khác biệt với cả những cái dòng hoàng hoàng thảo khác cô chú anh chị ạ. Cái dòng này ấy thì nó sẽ ra hoa tại cái mầm tơ này này, tại cái thân tơ vẫn còn đang có lá, như vậy là nó sẽ ra hoa nhé. Và điều rất là đặc biệt nữa đó là những cái cây trầm trắng này này, không phải là nó chỉ ra ra kia ở cái thân 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 này không đâu ạ, mà cô chú anh chị về tách ra ấy thì ngay cả những cái thân như vậy này, thân già như thế này thì nó cũng sẽ lên mầm rất là khỏe cô chú anh chị ạ, vẫn cứ lên mầm rất là khỏe nhá, đảm bảo cô chú anh chị luôn. Nên là ở đây ạ, đang là cái mùa chuẩn bị lên mầm mới thì thời điểm rất là đẹp để cô chú anh chị có thể ghép những cái giỏ trầm vàng sưu tầm, có 180.000 trong 1 kg thôi, với những bông hoa cánh vàng khuôn bông hoa tròn trịa và cái họng và cái mắt đen rất là đẹp luôn ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng lan ngọc thạch 3 màu, thân càng nủ luôn cô chú anh chị này. Dòng lan ngọc thạch 3 màu với giá em bán là 140.000 trong 1 kg. Tiếp sang bên này đây sẽ là cái lô kiều vàng, phải nói là cực kỳ là đẹp luôn ạ. Hàng xanh mướt như thế này này, cắt tỉa rất là kỹ luôn. Và cái tất cả những cái thân này thì gần như là sẽ cho cô chú anh chị được thưởng thức những cái bông hoa, những cái chùm hoa rực rỡ ở mùa xuân ạ, những cái mắt nụ đa sưng rất là lớn như thế này này cô chú anh chị này. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhá. Em bán 1 kg kiều vàng này này, với giá chỉ có 180.000 cho 1 kg thôi ạ. Bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo thập hoa với những cái rễ vừa tầm ghép rất là đẹp luôn. Dạ, những cái rễ hoàng thảo thập hoa bốc trên rừng về. Về cô chú anh chị chỉ việc gắn chọn giá thể và gắn vào là xong. Cắt tỉa kỹ luôn. Em bán có 120.000 cho 1 kg, nửa kg là cô chú anh chị có giỏ thập hoa rất là tuyệt vời luôn đấy ạ. Sang bên này đây thì em có dòng lan đùi gà dẹt này. Lô đùi gà dẹt dẹt đẹp miên man như vậy này. Hiện tại thì một số cây đã bắt đầu là nhú nụ cô chú anh chị. Một số cây đã bắt đầu là nhú nụ rồi nhé đấy ạ. Nếu như cô chú anh chị nào mà có ý định là chơi hoa gà dẹt ạ, thì bây giờ lại sẽ là cái thời điểm mà cô chú anh chị vừa được ngắm hoa, vừa được một cái cây giống khỏe đẹp, một mùa trọn vẹn nhất luôn cô chú anh chị nhé. Chứ còn nếu mà một dạng nữa thôi ạ, ví dụ như sau Tết thôi, chắc là những cái cây này chuẩn bị sẽ nở hoa luôn rồi đấy cô chú anh chị. Nên là mình sẽ không được thưởng thức mùa hoa trọn vẹn nữa. Với giá em bán chỉ có 180.000 cho 1 kg thôi. Kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy đấy ạ. Em bán với giá là 150.000 cho 1 kg. Một cái giả hành kim điệp giấy như thế này này, nó cũng có thể cho hai hoặc là ba cái chùm hoa vàng luôn đấy ạ. Đấy, kim điệp giấy 150.000 cho 1 kg. Và sang bên này đây sẽ là dòng thanh đạm sữa với những cái chùm hoa trắng rủ dài rất là đẹp, cái dòng thanh đạm sữa này này. Với giá chỉ có 60.000 trong 1 kg thôi mà rất là dễ thuần, dễ chăm luôn. Thì hàng ở đây thì em cũng đã cắt tỉa rất là kỹ nhá, cô chú anh chị nhá. Bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo kèn. Cái dòng kèn với 100% là thân tơ nhá. 100% thân tơ cô chú anh chị ạ. Mỗi một thân như thế này đảm bảo sẽ là một cái suối hoa tím lịm luôn. Cây kèn ạ, hiện tại một số cây đã bắt đầu là nhú nụ này cô chú anh chị này. Dạ, bắt đầu là nhú nụ như thế này này. Đây ví dụ như một cái thân kèn như thế này thì nó sẽ cách gốc khoảng tầm 20 cm là nó sẽ bắt đầu là nhú nụ hết toàn bộ như thế này cô chú anh chị nhé. Nào ví dụ nhà cây kèn mà dài 50 cm là cô chú anh chị sẽ có tầm 30 cm sẽ là được thưởng thức hoa. Đấy, cây kèn rất là sai bông luôn cô chú anh chị ạ. Và thời điểm bây giờ thì cây đang bắt đầu là nhú nụ cũng như là chuẩn bị là lên mầm gốc, nên là một cái cơ hội đẹp nhất trong năm để cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa, cũng như là một cái cơ hội tuyệt vời để mà thuần những cây kèn. Giá em bán là 450.000 cho 1 kg, em sẽ bán từ 0,2 kg, hàng 100% là thân tơ nhé. Sang bên này đây ạ, em có những cây hải âu, một cái lô hải âu như thế này này, 25.000 cho một lô hải âu xinh, tức là cô chú anh chị có thể làm một giò xinh xinh nhé. Hoặc cô chú anh chị muốn lấy nhiều hơn em bán 100.000 cho 1 kg hải âu ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái cây đai châu hay còn gọi là nghinh xuân, là ngọc điểm đấy ạ. Hàng cây đang nụ rất là xinh đẹp luôn. Những ai chơi lan thì em nghĩ rằng là những ngày Tết thì khó mà thường như là gần như là đều có những cái cây đai châu để mà trưng trong nhà. Hoa rất là thơm, những cái cây đai châu hay là ngọc điểm, nghinh xuân này ạ. Em bán có 220.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Em nghĩ rằng là cái giá này thì em sẽ bao giá thị trường luôn. Đó, cái lô này thì em về cũng giá cũng khá là cao. Đấy, cao hơn những lô trước, tuy nhiên thì em cũng bán giữ giá như vậy này.
Đó, 220.000 cho 1 kg thôi. 440.000 cô chú anh chị sở hữu ngay 2 kg đai châu rồi. Số cây sẽ rơi khoảng tầm 2 cho đến 4 cây nhé. 2 cho đến, à đâu, 2 cho đến 6 cây cô chú anh chị ạ. Hàng thì rất là nhiều, thoải mái cô chú anh chị lựa chọn luôn. Mà gần như là không có lỗi lá luôn cô chú anh chị ạ. Sang bên này đây sẽ là cái dòng đùi gà. Đây là đùi gà tròn nhé cô chú anh chị nhé. Dòng đùi gà tròn ạ. Đây là những cái dòng lan mà nó nở hoa khá là sát Tết. Như là hiện tại thì lác đác là một số cây cũng đã bắt đầu là sưng những mắt nụ rồi. Gà tròn đấy ạ. Hàng cũng cắt tỉa rất là kỹ luôn cô chú anh chị ạ. Đây ạ. Những cái gần như những cái thân còn lại này đều sẽ có thể cho cô chú anh chị những bông hoa đẹp. Với giá em bán cà tròn là 180.000 cho 1 kg. Hoàng thảo nghệ tâm nhá, hay còn có tên là thạch hộc duyên dáng ạ. Nghệ tâm ạ, trước đây mỗi một nhánh như thế này người ta bán là 10.000 một nhánh cô chú anh chị ạ. Cây này cây bé nhỏ như vậy thôi, ghép rất là ghép sẽ hơi khó, hơi khó chịu một chút, nhưng mà khi mà lên giò, khi mà sổ hoa ấy, cái giọng nghệ tâm này phải nói là hoa cực kỳ là đẹp. Hoa nó thân bé nhưng mà hoa rất là to luôn cô chú anh chị ạ. Lô nghệ tâm như thế này có thể có cho cô chú anh chị một giò rất là đẹp luôn, to đẹp luôn, với giá chỉ có 50.000 thôi cho lô nghệ tâm này đấy ạ. Và bên này thì em có một cái combo này. Combo ở đây là em có cái cây hải dâu xanh này và một cái phần hoàng thảo môi tua hay là hoàng long vĩ đấy ạ. Hai loại lan 40.000 cho cái combo này nhá. Hai loại lan đẹp. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái cây hồ điệp rất là xinh đẹp này. Còn khoảng tầm hơn 20 ngày nữa thôi là Tết rồi đúng không ạ? Những cây hồ điệp độ bền trên 2 tháng, hoa tím chớp rất là đẹp như thế này. Thoải mái cô chú anh chị thưởng thức hoa từ bây giờ cho đến Tết luôn. Em bán một cái chậu 2 cần hoa như vậy ạ. Chỉ với giá có 60.000 thôi nhá. 60.000 cho một cái chậu hồ điệp 2 cần hoa rất là đẹp luôn. À đây em còn có một cái chậu mãn thiên hồng rất là xinh luôn. Cái chậu này thì nó có 2 cần hoa đấy cô chú anh chị. Nhưng mà nó bị gãy mất một cần, là hiện tại còn có một cần và một cái cần còn lại thì ra một nhánh như vậy này. Em bán là 50.000 cho cây mãn thiên hồng này nhá. Tiếp sang bên này đây ạ, là cái dòng lan hồ điệp má đào. Hoa nụ quá là đẹp luôn. Cây đang bắt đầu là đi vào phân nụ rất là lớn rồi đấy ạ. Cây sẽ rơi vào 5 cần, 4 cần, 3 cần hoa chứ. 70.000 cho một giò. Hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài ạ. Một cây duy nhất thôi, 3 cần hoa này. Cái lá này hơi bị rách một chút xíu, không có ảnh hưởng gì đến hoa cũng như là cây, sự phát triển của cây nhé. 70.000 cho cây hồ điệp phát tài này. Và tiếp sang bên này đây, tiếp sang bên này đây, cô chú anh chị cùng nhìn cho em ạ. Cái mặt bông của dòng lan đen rô xuân quá là xinh đẹp luôn ạ. Đó, ở đây thì em không cần phải nói nhiều luôn ạ. Đúng không ạ? Cái ngay cái mặt bông của nó đã thể hiện cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời rồi. Hoa có hương thơm và độ bền trên 2 tháng của chú anh chị nhé. Độ bền trên 2 tháng hoa sẽ cực kỳ là chuẩn Tết luôn. Đấy, một cái giò như thế này ạ, sẽ rơi vào khoảng tầm 5 cần hoa. Có 5 cần hoa mầm gốc này, nụ rất là đẹp luôn. Với giá em bán là 150.000 cho một giò. Còn sang bên này đây thì em cũng có những cái giò lan hồ địa. Đây là cũng là đen đô xuân nhé. Nụ hoa của cái dòng này sẽ là tím đậm. Tím đậm hơn cô chú anh chị ạ. Và cái dòng này ấy thì nó sẽ vừa có nụ này, vừa có ki này, mầm gốc lên rất là nhiều luôn này cô chú anh chị này. Đó, đây ạ. Thì một cái giò như thế này em bán với giá là 130 cô chú anh chị nhá. 130.000 cho một cái giò này, rơi vào 4 thân. Bên này thì em còn có một cái giò VIP, một cái giò VIP thân to đùng luôn. Đấy, thì cái giò này em bán với giá là 180.000 cô chú anh chị ạ. Hai thân to đùng, chiều cao khoảng tầm 40 cm và hoa sẽ là tím đậm này. Sang bên này đây ạ, cô chú anh chị cùng nhìn cho em ạ. Những cái chậu giả hạc chớp Mỹ. Những chậu giả hạc chớp Mỹ, nụ chi chít là nụ ở đây. Cô chú anh chị nhìn cho em nhé. Những cái nụ cây chớp Mỹ, khi mà nụ lớn như thế này rồi, bắt đầu nụ lớn là cô chú anh chị có thể nhìn thấy là cái nó đã thể hiện là cái cánh hoa của nó sẽ là chớp tím rất là đẹp luôn đấy ạ. Đó, và một cái chậu giả hạc chớp Mỹ như thế này ạ, thì em có một chậu hai thân đang chi chít là nụ đẹp như thế này. Đó, chi chít là đang nhú nụ chi chít đẹp như thế này. Với giá em bán là 100.000 cho một chậu hai thân nhé, cô chú anh chị nhé. 100.000 cho một chậu hai thân, chiều cao khoảng tầm 50 cm trở lên cho một chậu hai thân đấy cô chú anh chị. Trước đây một thân chớp Mỹ như thế này chắc là em nghĩ rằng là nhiều cô chú anh chị đã từng lấy là khoảng tầm 300.000 một thân đúng không ạ? Còn bây giờ ạ, một chậu hai thân chỉ có giá là 100.000. Còn một chậu 3 thân hoặc là 4 thân cô chú anh chị nhá, 3 thân hoặc 4 thân thì nó sẽ ngắn hơn chứ chậu hai thân một xíu xíu thôi. Em bán với giá là 120.000 đây cô chú anh chị. Nhìn nụ quá là đẹp luôn, những cái cây giả hạc chớp Mỹ này này. Sang bên này đây sẽ là những cái giò trầm rồng đỏ. Cái dòng trầm rồng đỏ này này, bây giờ cây cũng đang bắt đầu là nhú nụ này, nứt nụ này. Những cái chậu trầm rồng đỏ hoa cũng rất là sai, dễ thuần, dễ chăm.
Một chậu trầm rồng đỏ 2 thân đẹp mê luôn, với giá chỉ có 80.000 thôi ạ. 80.000 thôi, nó quá là rẻ so với cái vẻ đẹp, cái giá trị vẻ đẹp mà nó mang lại luôn cô chú anh chị nhá. Trầm rồng đỏ hoa rất là sai, cô chú anh chị nào chơi lâu, chơi lan lâu rồi thì chắc chắn là biết điều đó, sai tự nhiên luôn. Còn em có những cái chậu nào mà một thân nhá, với giá 50.000. Đấy, chậu một thân nù với giá 50.000 thôi. Cái chậu nào có hai thân sẽ là 80.000 cô chú anh chị ạ. Chiều cao khoảng tầm từ trên 40 cm trở lên cho một thân hết ạ. Dạ, tiếp sang bên này đây sẽ là những cái giỏ địa lan rất là đẹp để cô chú anh chị mình thưởng thức hoa Tết nhé. Và đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng lan bạch ngọc thiên hương nhé. Cái dòng hoa rủ và một chậu rơi vào ít nhất là 6 cần hoa. Đấy, có những cần hoa nó đang nở rồi và cũng có những cần hoa đang bắt đầu là nhú lên mới cô chú anh chị này. Với những cái chùm hoa trắng, khuôn bông hoa tròn như là những vậy cô chú anh chị. Như là những cái thác nước luôn này cô chú anh chị này. Đó. Thì một cái chậu bạch ngọc thiên hương như vậy đấy ạ. Em xin phép được bán với giá là 350.000 cho một giò nhá. 350.000 cho một cái giò bạch ngọc thiên hương. Còn sang bên này đây sẽ là cái dòng hương quý phi này cô chú anh chị này. Hương quý phi cô chú anh chị cùng em ngắm ạ. Những cái bông hoa màu xanh ngọc rất là đẹp luôn. Nói chung là có một cái vẻ đẹp nó không rực rỡ nhưng mà thể hiện cái vẻ đẹp nhã nhặn, nhẹ nhàng, rất là đẹp. Cô chú anh chị có thể lấy làm quà tặng hay là quà biếu đều được này. Độ bền của những dòng này đều trên 2 tháng. Và một số thân hiện tại đang bắt đầu là nhú nụ như thế này. Đảm bảo cô chú anh chị sẽ là những cái giò lan đẹp nhất nhé. Ở đây ý, thì là những cái cần hoa của nó đang được dựng lên như thế này ạ. Và chưa được uốn nên là cô chú anh chị chưa nhìn thấy được hết cái vẻ đẹp của nó thôi. Đấy, một cái chậu bạch ngọc hương quý phi như vậy, 5 cần hoa với giá chỉ có 300.000 thôi. Ít nhất là 5 cần hoa cô chú anh chị nhé. Đấy, nụ nào nụ đấy rất là khỏe, cây rất là khỏe và đẹp luôn. Hoàng thảo chuỗi ngọc ạ, với những cái thân thắt đốt sáng bóng tuyệt vời luôn đấy ạ. Một chậu chuỗi ngọc rơi vào ít nhất là 5 thân hoa. Hàng không chỉ đẹp hoa mà còn đẹp thân lá, bền hoa và hoa rất là thơm nữa. Những cái chậu chuỗi ngọc như vậy em bán với giá là 160.000 cho một chậu hoàng thảo chuỗi ngọc nhé. Rơi vào ít nhất là 6 thân của chú anh chị ạ. Và tiếp sang bên này đây là rất là nhiều những cái mặt hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi. Để cô chú anh chị có thể lựa chọn những cái hình lan gọi là ưng ý nhất cho sân vườn của nhà mình ạ. Những cái giò lan ưng ý nhất nhá. Rồi ạ, đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị sẽ là những cái hình dáng hương đuôi cáo nhá. Những cái hình dáng hương đuôi cáo. Ở đây em có hình dáng hương đuôi cáo số 7 này. Hình dáng hương đuôi cáo số 7 là một cái hình những cái cây lá xếp đẹp. Lá ngắn rất là đẹp luôn, cái hình đuôi cáo số 7. Có tất cả là 5 cây ạ, 5 cây cáo cực kỳ là xinh này. Với giá em bán là 130.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 8. Hình số 8 với giá là 130.000, cũng là hình dáng hương đuôi cáo ạ, số 8 ạ. Hình này thì có tất cả là 11 cây nhá, 11 cây. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 9, là một cái hình cáo mà có 5 cây lớn. Hình này, cáo này thì sau xuân là, sau Tết là cây sẽ bắt đầu nhú nụ rôn rồi đấy ạ. Đó, 5 cây cáo rất là to ở đây. Giá em bán là 130.000 nhé. Sang hình số 10. Hình số 10 có 12 cây, 12 cây cáo. Cái lô này là 12 cây cáo. Lô này em bán với giá là 120.000 cô chú anh chị ạ. Lô này là bán 130.000, lô này bán 120.000. Dạ, sang bên này đây thì em còn có thêm những cái cây đai châu. Thì đai châu ấy, em có bán hàng cân bên kia kìa. Thoải mái cô chú anh chị chọn luôn, rất là nhiều. Với giá chỉ có 220.000 trong 1 kg thôi. Đấy, đảm bảo hàng đẹp cho cô chú anh chị. Còn nếu cô chú anh chị nào mà kỹ càng ấy, thì cô chú anh chị muốn chọn theo hình này thì em có cho cô chú anh chị đây ạ. Một cái cây cực kỳ là đẹp này, hình số 1, một cây đai châu rất là đẹp luôn này ạ. Cây này em bán với giá là 110.000 nhá cô chú anh chị nhá. Cây rất là to, nhú nụ đẹp tuyệt vời luôn này ạ. Đang nhú nụ rất là đẹp luôn. Hình tiếp theo sẽ là hình số 2. Hình số 2 này cũng là hai cây cực kỳ là bự luôn. Cây này thì bao nhiêu cần hoa đây cô chú anh chị? Hai cây châu to và đẹp như vậy, em bán là 160.000 hình số 2. Hình số 3 này 100.000 nhá cô chú anh chị nhá. Ôi, 120.000 cho cái hình châu này. Đó, hai cây châu này 120.000. Cô chú anh chị nhìn ạ, chi chít là nụ luôn, 120.000. Tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 4 này. Cũng là hai cây châu rất là to, 110.000 cho hai cây châu này. Và hình số 5. Hình số 5 cũng là hai cây châu đại bự chảng luôn. Rất là to luôn, mỗi cây châu cây như này cô chú anh chị có thể ghép một giò riêng luôn ạ.
Em bán với giá 200.000 cho hai cây lên sâu này. Sang bên này sẽ là hình đây. Cái đẹp cho cô chú anh chị. Cái nụ dài là nhiều khi mình rất là khó giữ luôn. Hình số 6, hình này cũng là hai cây. Hai cây này, cây này bị hỏng một cái nụ, đầu nụ một chút xíu nhá. Dạ, nụ bên dưới này rất là nụ đẹp như này. Hình này em bán là 100.000. Sang hình tiếp theo ạ, là cái hình số 11. Một cái dề kiều tím sẽ là một cái tác phẩm tuyệt vời cho cô chú anh chị đây. Quá là đẹp đúng không ạ? Nguyên bóc trên rừng về bằng như hàng thuật luôn. Em bán dề này với giá là 300.000 nhá. Là hình số 11 đấy ạ. Hình số 12, chỗ này em có hai dề kiều tím thân nú luôn. Đó, lên cô chú anh chị cũng sẽ lên giò một cái giò rất là đẹp. 230.000 cho lô kiều tím số. Lô kiều tím số 12 và hình số 13. Một cái phần gà dẹt hai dề, một cái lô gà dẹt có hai dề. Hai dề này chắc chắn sẽ là hai giò lan tuyệt vời luôn. Cô chú anh chị ngắm hoa đã mắt luôn nhé cô chú anh chị nhé. Với giá em bán là 190.000, 190.000. Thì gà dẹt bên kia em có hàng cân rất là đẹp luôn, thoải mái cô chú anh chị lấy nhá. Còn nếu mà không ấy, cô chú anh chị chọn hàng theo hình này cho em này. Đó. Hai dề luôn, đẹp long lanh như thế này là 190.000. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 14. Hình số 14, chỗ này cũng là hai dề. Đó, hai dề xanh mướt luôn, 180.000. Cây đang bắt đầu là có nhú nụ rồi đây cô chú anh chị này, đẹp chưa ạ? Đó. 180.000 cho cái hình gà dẹt này. Cho hai dề gà dẹt này. Tiếp theo ạ, là hình số 15 ạ. 180.000 cho cái dề gà dẹt số 15 này. Quá là đẹp luôn cô chú anh chị. Và sang hình tiếp theo, hình số 16, 270.000 cho một cái dề gà dẹt có thể làm tác phẩm tuyệt vời ở mùa xuân đây. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 17 nhá. Một cái dề gà dẹt cực kỳ là đỉnh và đẹp luôn cô chú anh chị này. Rất là đẹp luôn ạ. Bắc nguyên trên rừng về như hàng thuần luôn. Cái dề này em bán với giá là 250.000 cho dề này. Sang hình tiếp theo sẽ là cái thập hoa. Hình thập hoa hình số 18. Nguyên một dề đẹp như vậy này. Nguyên một dề hình số 18 nhé. Với giá em bán là 90.000 cho dề thập hoa này. Và hình số 18A, dề này em bán với giá là 70.000 này. Đó. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 9 này. Hình số 9, chỗ này là hai dề. Em bán là 100.000. Đấy. Thập hoa thì em có bán 120.000, tùy cô chú anh chị có thể mua hàng cân cũng được. Hình tiếp theo hình 20, hai dề 90.000. Hình số 21 cũng là hai dề này, 100.000 cô chú anh chị nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 22. Một cái giò năm cánh trắng hạng hồng, chi chít là nụ luôn, rất là đẹp như thế này. Trước đây một thân 300.000 đúng không ạ? Bây giờ ạ, cả một giò như thế này. Đây, cây bắt đầu là nhú nụ. Cái mặt bông mà chuẩn năm cánh trắng và họng hồng, hoa rất là thơm đây nhá. Có 120.000 thôi nhá. Và ở đây ký nụ này này, cây này này, xuất đầu ngọn một chút xíu. Và dạ, những cái nụ mà cứ lớn ấy, mình rất là khó giữ luôn cô chú anh chị này. Nên là nhiều cô chú anh chị cứ muốn là hàng cứ phải nụ cơ thì thực ra ấy, cứ đến mùa là nó ra hoa thôi. Cô chú anh chị cứ yên tâm cho em, chưa cần có phải nhú nụ đâu cô chú anh chị ạ. Phi điệp cánh viền này ạ. Một cái mặt bông cực kỳ là đẹp, đi dự triển lãm về hoa lan được giải rất là cao đây. Giò phi điệp cánh viền 4 thân ạ. Đẹp như vậy nè, 160.000. Sang bên này đây sẽ là trầm trắng nhá. Những cái giò trầm trắng, đã nói là trầm thì cô chú anh chị biết rồi ạ. Hàng trầm trắng thân xanh mướt và mập nù luôn. Đấy, hàng riêng trầm trắng này không lẫn vào đâu được luôn cô chú anh chị ạ. Hàng này hàng ươm ki này, chuẩn cho cô chú anh chị. 5 cánh trắng, cánh trắng và không tì vết và siêu thơm luôn trầm trắng ạ. Cái giò này em bán với giá 130.000 thôi cô chú anh chị nhé. Cả một cái giò trầm trắng đẹp như vậy và thưởng thức hoa thì tuyệt vời luôn. Đỉnh luôn cô chú anh chị này. Sang hình tiếp theo, hình 25 ạ. 130.000 cho hình 25 trầm trắng này. Hình số 26 nhá. 26 đấy ạ, cái giò trầm trắng này cũng với giá là 130.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình 27 ạ. 27 trầm trắng, chậu 3 thân rất là đẹp đây. Em bán giò này cũng với giá 130.000. Và hình 28. Hình 28 trầm trắng 28 ạ. Giá em cũng bán là 130.000 nhá. Hình 29 cô chú anh chị này đang có một cái thân nụ rất là xinh đẹp luôn đây cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà sốt ruột mà muốn chơi hoa luôn thì đây ạ.
Cái giò này đang có một thân nụ nhá. Hình này em bán với giá là cũng là 130.000. 245 thân. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 30. Cái giò này em cũng bán là 130.000 này. Cái giò này cũng có cái thân này này, rụng lá bắt đầu là ra nụ luôn này cô chú anh chị này. Đấy, nên là đây ạ, cái thân này cũng vậy này. Trời ơi, chuẩn bị nhú nụ luôn, còn chưa rụng hết lá thì đã bắt đầu nhú nụ. Ôi trông này, chậu này nhiều thân có nụ nhá cô chú anh chị nhá. Nào cô chú anh chị mình cứ yên tâm cho em ạ. Cái giò này em bán với giá cũng 130.000, nhiều thân nhá. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 31. Chậu trầm trắng 31 này em cũng bán với giá 130.000. 4 thân nhỉ? 4 thân. Và hình tiếp theo hình số 32 cũng là 130.000 ạ. Rồi ạ, sang bên này đây ạ, là những cái chậu lan. Những cái giò lan phụng bào lá biên cô chú anh chị nhá, một cái mặt bông mà không chỉ biên lá mà còn biên hoa nữa. Tuy nhiên thì cái nụ hoa của cái dòng này thì hàng về nó không được đảm bảo nụ, nên là cây này thì em chỉ bán cây giống cho cô chú anh chị thôi. Nó vẫn có lác đác vài cái cần hoa với giá em bán là 120.000. Đấy cô chú anh chị về có thể trồng thử nghiệm những cái cây phụng bào lá biên này. Sang bên này đây sẽ là những cái dòng lan vũ nữ này, vũ nữ hoa anh đào cô chú anh chị ạ. Hoa anh đào đang cần hoa với giá 140.000 thôi. Bên này đây sẽ là cái dòng lan ngọc, đây sẽ là dòng lan tiểu thần tiên cô chú anh chị nhé. Cần hoa phân nhánh chi chít luôn, hương thơm thì rất là nhẹ nhàng quyến rũ này. Em có một cái chậu mà nó đang nở hoa như vậy đấy ạ, với giá em bán 150.000. Còn bên này đây sẽ là dòng lan ngọc nữ. Ngọc nữ thì cây khỏe và rất là nhiều thân luôn. Chậu như vậy em cũng chỉ bán có 140.000 thôi. Cái hàng này thì cho nụ quanh năm luôn cô chú anh chị ạ. Tiếp sang bên này đây sẽ là những đặc sản vùng miền Cao Bằng ạ. Cái món lạp sườn cô chú anh chị này, những ngày Tết thì thường như ở vùng quê em là không thể thiếu món lạp sườn. Cái này là tự tay gia đình nhà em làm từ cái lợn ngon và sạch nhất của vùng bản quê em nhé. Và một túi như vậy đóng gói là nửa kg đang hút chân không ạ. Với giá em bán là 130.000 cho một túi nửa kg cô chú anh chị nhé. Được hun bằng bã của cây mía. Đó. Và bên này đây sẽ là, cô chú anh chị lấy 1 kg ấy, em bán 250 cô chú anh chị ạ. Còn bên này thì em có cái măng mầm. Măng mầm ạ, với giá em bán là 200.000 cho một túi 1 kg. Bên này sẽ là cái mộc nấm hương rừng với giá em bán là 140.000 cho một túi nửa kg. Bên này đây sẽ là cái rễ mũ tần với giá 120, nấm ngọc cẩu 150, hoàng tinh em bán 200 và tầm gửi cây chanh em bán 220. Và bên này sẽ là những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan nhé. Vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong 1 kg, rêu rừng 50.000 trong 1 kg, rễ vụn 40.000 trong 1 kg. Và bên này sẽ là các cái chế phẩm dành cho hoa lan, Atomic 10.000 trong một gói này. Bên này sẽ là cái Hùng Nguyễn 25.000 trong một lọ, 50.000 trong một cặp nhé. Và Duy Xanh 50.000 trong một ống này. Super Thai hormone tăng trưởng với giá là 50.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ. Và thuốc đặc trị côn trùng 90.000 cho một lọ. Cát tan đặc trị thối nhũn với giá là 40.000 cho một lọ. Kin Kin Bun cũng là dòng đặc trị thối nhũn này. Em bán 25.000 cho một gói nhé. Và Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm một túi 1 kg với giá em bán 50.000 một hộp 1 kg với giá 130.000. Đặc biệt cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương, đã ủ men vi sinh cũng như ủ kháng nấm trong trên 2 tháng, sản phẩm với giá 35.000 cho một túi 1 kg ạ. Và em nghĩ rằng đây là một cái sản phẩm cực kỳ là hoàn hảo luôn, bởi vì cái thứ nhất là nó sẽ cung cấp với giá trị dinh dưỡng rất là tối đa. Thứ hai nữa thì là cái sản phẩm này ạ, nó sẽ là cung cấp giá trị dinh dưỡng tối đa, và cái sản phẩm này thì cực kỳ là lành tính luôn cô chú anh chị ạ. Thoải mái cô chú anh chị bón cũng như trộn với cả giá thể mà không sợ đen đầu rễ nhé. Mà cung cấp được giá trị dinh dưỡng rất là tuyệt vời luôn. Bên này đây thì em vẫn có sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng ạ. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán là 40.000. Nó sẽ có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời luôn, như là diệt khuẩn này, làm sạch không khí. Mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có một cảm giác thư giãn an thần tuyệt vời mà giảm đau rất là hiệu quả. Không gây nóng rát cô chú anh chị nhé. Hoàn toàn từ tự nhiên, rất là lành tính luôn. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng mà hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi ạ.